Chào các bạn. Resort này là resort 5 sao. It's beautiful. Thích không? Wow. Quá đã. Ờ, tội nghiệp còn rể không? Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Welcome to Phú Quốc. À, có xe shuttle đến để rước mình đi về resort. Mình tới resort rồi, bây giờ chuẩn bị để check in. Resort này là resort 5 sao. Đây có quầy bán vé để đi Waterworld, rồi có cái tiệm Palm Tree bán souvenir, rồi có cái bàn để set up những cái tour. Đây là khu Business Center. Đây nếu ai cần làm việc có một cái workstation ở đây. Có bảng giá dịch vụ Business Center. Đây có kick shop. Rồi họ đem hành lý lên cho mình, rồi xe này, xe tức tức, nó sẽ chở mình đến phòng. Chào các bạn. Mới vô có cái phòng vệ sinh ở đây. Wow, rộng rãi quá ha, đã không? Trong tủ lạnh cũng để mấy cái nước uống với snack miễn phí ở đây cho mình. Đây có chỗ để mà có thể nấu một ít đồ, nếu ai có đồ để nấu. Có cái máy máy hút hơi trên này luôn. Để có thêm mấy cái gói nhỏ nhỏ để mình có thể uống đó. Cà phê, chocolate, trà kêu vân vân. Nước có sẵn. Ở phía dưới cũng có chỗ để mình rửa chén xong mình tôi nghĩ rửa chén xong rồi để úp đó cho nó ráo. Bên đây nữa. Để mấy cái chai, mấy cái dĩa. Có mấy cái ly để uống nước bên trái, mấy cái ly để uống trà, cà phê bên phải. Đây có phòng khách. Đây có một phòng ngủ. It's beautiful. Thích không? Wow.
Quá đã. Happy birthday to Miss Deborah. Thank you and enjoy your stay. Giường này to nha. Có bàn, có tivi, có cái sân ở phía sau, có cái hồ bơi riêng. À, phòng khách bên đây cũng có cửa đi ra, có ghế ngồi để tắm xong lên nằm chút xíu, để có hồ bơi riêng của mình. Có thêm mấy cái ghế để ngồi, đây có mấy cái bông sứ cùi đây. Dạ dạ. Này phải ra phòng này. Dạ, cô ra được chứ, phòng khách ra được. À. Dạ, nghỉ ngơi chơi. Có cái safe đây. Cái giấy tờ trong đó, có mấy hộp tủ ở phía dưới nữa, có dép đi, có bàn ủi, có mấy cái áo khoác. Đây phòng vệ sinh. Có hai chỗ rửa mặt, có cái cân luôn. Có bồn tắm, có kiến, cho nên khô ráo ở bên ngoài cũng tốt. Để có thêm cây bồn tắm nữa. Đó là một phòng ngủ. Đi kiếm thêm phòng ngủ khác. Đây là một phòng nữa. Phòng này chắc là có cho Bảo Linh với Ngọc Hân ở đây. Wow, trang trí là đẹp không? Có hai cái giường nhỏ nhỏ ở đây. Cái loại này giống như cho trẻ trung nít rồi đó. À, đẹp quá. Cũng có cửa sổ để đi ra ngoài. À, này chắc nhìn ra chứ. Ồ, có cửa ra luôn đó. Nhưng mà ra cũng sân cỏ thôi. Phía trước. Đây có phòng vệ sinh đây. À, có chỗ tắm, có chỗ súc miệng, bồn vệ sinh. Rồi thêm một phòng nữa. Phòng bên đây cũng có đầy đủ tiện nghi, có tivi, có bàn, có giường to. Đây là villa 3 phòng ngủ. Có đầy đủ tiện nghi. Phòng này thì cũng có mấy cái tủ để quần áo. This is my campsite room. Campsite. Ooh. Wow. Oh, you have tents, you have beds. Yes. Animals. We have a piece of wood. Elephant. Ooh. My elephant. Your elephant. Oh, look at you. Ooh, safari. Look over there. This is our bathroom in the campsite room. This is the kids' room. Me and Yvonne share a twin bed. This is a monkey plate, two monkey cups, a monkey soap. Soap. Have you seen anything else, Mama? Do you brush your teeth? Oh, and it has a shaving kit. Two
body milk. Toilet paper is fancy in here. And we are staying at the Wonder World Resort. Woohoo! The Heaven and Resort. Ở phía trước là mấy cái đầu sạc pin cho xe VinFast. Phía trước có biển đó. Đó. Tới đúng chỗ để vô ăn trưa. Cảm ơn con. Is that yummy? Yes. Would you like to try some? Trứng là trứng hay gì vậy? Thơm á, ngon. Đây là Kids Club cho Bảo Linh, để cho cháu vô chơi. Chỗ này để mình cất đồ trong cái locker, để có mấy chỗ để xả nước. Đây có phòng
xả nước hoặc là rửa mặt ở đây. Ngoài kia có jacuzzi. Đây có phòng sauna. Sauna vô đây tắm hơi nóng, khô. Này có phòng steam. Steam room vô đây tắm tắm ướt. Và thơm quá. Good job. Go, Candy, go. Ooh, la la. Yeah. 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 I'm telling her, you feel like a good boy. Yeah. Wow, cái phòng này hai dì cháu đều có mỗi người một cái giường. Sáng thức dậy cái giường bên kia sao còn nguyên vậy, không biết rồi ha. Vậy là Bảo Linh qua đây ngủ chung với dì ba phải không? Vui quá. Mai đẹp. Giường đó bên đó kìa. Chào con. Bây giờ mình đi ăn sáng nha. Buffet thì họ bao sẵn luôn trong cái tiền phòng ngủ. Đây nhà hàng Delight. Dạ. Yeah. Chắc nói số phòng rồi. Dạ, cảm ơn con. Đây. Trong cái phòng riêng. Cảm ơn con. Khách ăn sáng ở đây cũng rất là đông. Người ngoại quốc rất là nhiều. Người ta nói công suất trở lại khoảng 80% rồi. Đây có nhiều món ăn khác nhau nha. Mình không biết bắt đầu từ đâu. Đi chiếu cho các bạn xem. Cà ri trứng kiểu Ấn Độ. Trứng hầm. Trứng chiên kiểu Tây Ban Nha. Thank you.
cháo yến mạch, có cháo trắng với lại mấy cái món ăn chung với cháo trắng ở bên ngoài. Thì có những loại cereal để ăn sáng. Khu này chắc nít nó thích. Thấy có trưng bày mấy cái hình ảnh đẹp. Đây nước uống, cà phê, trà, chanh. Bên đây có nhiều loại bánh khác nhau, bánh ngọt. Đây có nhiều loại bánh mì. Cheese, dưa ua. Đây có những loại thịt nguội. Đây những cái đồ chua, rau cải này kia rồi. Đây những món có thể ăn chung với những cái bánh, bánh nướng nhẹ đây đó. Đây là những cái mẫu. Cô này chuyên trị trứng ha. Đây những cái hộp gà người ta đập ra sẵn. Rồi người ta mở ra, người ta chuẩn bị sẵn ở đây rồi hâm nóng lại. Còn ai muốn chiên thì chiên. Đây hủ tiếu bò viên. Giá rau này kia rồi có giò cháo quẩy, bánh cuốn thanh trì với chả quế. Quầy phở, ai đặt phở ở đây có phở gà, có phở bò. Đây có bánh giò, bắp luộc, há cảo, cà ri gà Sài Gòn, bò sốt tiêu đen, có cơm trắng, cơm chiên hải sản, mì xào rau củ. Sáng nay mình bắt đầu với món phở gà nha. Này loại hộp gà, hộp gà của con gà cho đi bộ đó. Mình ăn hai quả với lại bánh mì. Đây là bánh cuốn thanh trì, rồi há cảo, cà chua chiên nhỏ, rồi có bắp luộc. Rồi mình ăn trái cây nha, rồi uống nước chanh dây, nước lạnh. Buffet thì ăn tầng dưới nhưng mà khách bữa nay rất là đông cho nên họ mở thêm ở trên lầu. Thêm ở tầng trên, mở ra thêm. Ở phía sau cái sảnh là cái hồ bơi. Ở mé bên kia có khu của con nít nữa. Go swimming. We're gonna go swimming.
After this, we might go to the beach. No, we are gonna go. We are. I want to. Okay. Is that okay? Yeah. I just thought online that you guys want to go to. Ở đây có cái bar ở ngay cái hồ bơi. Ai muốn đặt nước thì lại ngay đó rồi ngồi trong nước rồi uống luôn. Đây, chỗ chơi của con nít. Đây không con nít, giờ mình người lớn mình cũng chơi thử nha. Đó. Lên dốc xuống dốc để thử còn sức đi làm YouTube không nha. Đó. Còn được. Đây có mấy chỗ xích đu. Trở lại thời tuổi thơ nha. Đó, đây không có ai dòm hết. Rồi mấy đứa nhỏ xuống nước rồi mua nước uống chơi. Super Sam. À, tội nghiệp con rể không? Yeah. Ủa là la. Yeah. Ở đây mình tới bãi biển đi ra ngoài chơi. Đây có bán nước uống ở bãi biển ở đây. Ở đằng kia có mướn đồ để chơi. Lọc bơi ngoài đó, thấy quay phim rồi bộ quậy quậy dữ ạ. Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp. Bye.